Quy trình sửa chữa TV tại trung tâm điện lạnh Anh Thắng. Kỹ thuật sẽ đến tận nhà và kiểm tra TV. Như trong video, TV chỉ sáng được một nửa màn hình, thì lúc này kỹ thuật sẽ test tất cả các chức năng của TV và xin với khách hàng sẽ nhận TV về trung tâm để kiểm tra. Khi khách hàng đồng ý, kỹ thuật sẽ tiến hành tháo gỡ và cho khách hàng ký tên lên màn hình của TV. Để đảm bảo tính minh bạch, chỉ đối với những TV, màn hình công, màn hình lớn hoặc thay màn hình thì trung tâm mới nhận về. Còn lại tất cả các lỗi đều có thể khắc phục tại nhà khách. Khi khách hàng đồng ý, trung tâm sẽ tiến hành nhận TV về và kiểm tra. Sau khi nhận về trung tâm, kỹ thuật sẽ tiến hành tháo gỡ TV ra và kiểm tra như trong video. TV đang bị hư một thanh LED bên trái. Lúc này kỹ thuật sẽ báo giá với khách hàng và tiến hành thay thế nếu khách hàng đồng ý. Sau khi thay thế sửa chữa xong, kỹ thuật sẽ tiến hành vệ sinh và test TV. Nếu TV hoạt động ổn định, kỹ thuật sẽ tiến hành bàn giao cho khách hàng.